Chị Xoài, chị đến đây làm cái gì? Mẹ tôi bảo chị đến à? Không liên quan gì đến bà Trúc. Tôi sang đây để nói chuyện với cô. Tôi với chị chả có chuyện gì phải nói với nhau cả. Chị đi về đi. Này, đứng lại. Tại sao chị lại vu khống tôi là đồ ăn cắp hả? Chị dựng đứng dựng ngược mọi chuyện lên như thế mà được à? Đi theo tôi lên nhà. Nói ở đây luôn đi. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Chị vào đi. Em chào mẹ ạ. Thưa bác Xoài ạ. Con vào trong phòng học bài đi. Dạ, dạ vâng ạ. Khổ thân con bé, nhìn thấy mẹ như nhìn thấy cọp. Mà sao trông như là người máy thế? Mà đời còn bao nhiêu chữ, có phải mỗi chữ học đâu mà lúc nào cũng học, học, học. Việc của nhà chị à? À, không. Chị đến đây có việc gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô tưởng là tôi muốn đứng ở trong cái không khí bí gì gì của nhà cô lắm à? Nếu mà cô không đổ oan cho tôi ý, thì tôi có sang đây không? Tôi đổ oan cho chị cái gì? Cô bảo tôi ăn cắp tiền của cô mà. Dựa vào đâu cô lại gán cho tôi cái tiếng xấu xa như thế hả? Tôi chỉ nói với mẹ tôi là tôi mất tiền. Mà lúc đấy trong nhà thì cũng chỉ có... Có Xoài, đúng không? Có Xoài nên là suy ra chỉ có Xoài ăn cắp tiền của cô thôi, đúng không? Đấy là chị tự nhận đấy nhá. Tự nhận hay không tự nhận để có xong với cô đâu. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi nghèo thật. Tôi cũng ít học, không học nhiều, học cao biết rộng như cô. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Cô cùng với tôi đi ra đồn công an cho họ điều tra. Khá quá nhở. Ai vẽ đường cho chị đây? Chị Linh à? Vãi. Sao phải Linh? Liên quan gì đến cô Linh? Tôi khá đấy. Tôi tự vẽ đường cho tôi đấy. Bây giờ cô có dám ra công an cùng với tôi không? Tôi không có thời gian nhá. Chị cứ đi về nhà đi. Tôi sẽ sang nói chuyện sau. Không sao. Đây là chuyện xúc phạm nhân phẩm, cô phải giải quyết trước cho nó dứt điểm. Thế bây giờ chị có về không? Không về để tôi gọi chị Linh đến đón. Đương nhiên là về. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô mà không xin lỗi tôi nhá, cô không sống với tôi đâu. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ đấy. Úi dồi, đời thủa nhà ai giúp việc lại dám sang chất vấn chủ nhà. Chủ nào? Bị nhầm à? Mà công nhận vợ mình giỏi thật đấy. Một mình cơm nước, chợ búa, nhà cửa, con cái. Mà còn định mở rộng chuyện kinh doanh nhá. Có mỗi mình chị Xoài hỗ trợ. Này, hay là mình tìm thêm người giúp việc? Thôi em xin anh, một mình chị Xoài là em đủ đau đầu rồi. Riêng cái việc cô Thuận nhà mình mất tiền ấy, xong nghi với chị Xoài, loạn hết cả nhà lên. Chết, có chuyện đấy à? Mai em sang mẹ hỏi kỹ xem thế nào mà giải quyết luôn. Không chị Xoài chứ đang nặng nặc đòi về quê kìa anh kìa. Bà ơi, con xếp vào thùng, xong mình dán băng dính luôn nhá bà nhá. Bà định cho cái này xuống ở dưới hay là... Bà ơi, cho cái này xuống. Bà ơi, bà ơi, bà, ui dồi ôi bà ơi, bà làm con hồn bay phách lạc đấy. Con lại cứ tưởng cứ dằm ngày bảy trận như thế này thì ngày ấy cũng chẳng xa đâu. Ngày nào ạ? Lại có biến mới à bà? Thì chị nghỉ việc. Còn cái Linh ấy thì hàng ngày cứ sấp mặt chạy hàng lo kiếm tiền. Lấy ai chăm cho ông Lợi? Tôi ở bên kia cũng thấp thỏm không yên chứ.
Thôi, để tôi gọi điện cho thằng Đức, báo với nó là ở bên này khi nào tôi tìm được người giúp việc thì tôi sang. Con giới thiệu người làm việc bên nhà bà Bút, nhưng mà không hiểu bên đấy mắng mỏ chửi bới gì ấy, thế là nó xin nghỉ. Đấy, thế con mới biết là làm ở nhà này sướng nhá. Nhưng mà chuyện liên quan gì đến cô mà lôi mới kéo? Hay là cô muốn sang đi làm? Không, con làm ở đây với bà mà. Nhưng mà nó nghỉ việc, người khổ là con đấy bà. Là sao? Vì con giới thiệu nó đến đấy làm, tiền môi giới thì con đã nhận rồi, bây giờ nó nghỉ á là con lại phải đền bù ấy. Thế tiền đi đâu? Tiền tiêu hết rồi à? Con có đi đâu đâu mà tiêu. Nhưng mà con cho bạn con vay. Tôi nói cho cô biết nhá, đồng tiền ấy nó đi liền với khúc ruột, cứ cho vay rồi đôi khi mất cả bạn bè đấy. Mà thôi, bây giờ đừng có giận dỗi đấy nhá. Chuẩn bị đi sang nhà bà Trúc ấy, giúp cho cái Linh đi. Còn cáu tí mà, kiểu nóng tí xong nguội ngay. Bà đừng chấp con nhá. Con đi sang bên đấy nhá, bà cứ yên tâm. Con sẽ dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm để bà Trúc không có cáu được nhá. Bây giờ hối hận rồi, không muốn nghỉ việc nữa. Nhưng mà nhỡ người ta đuổi việc thì sao nhỉ? Không làm chỗ này, làm chỗ khác. Làm chỗ khác? Không xem tivi à? Bão lũ như thế, cuộc sống khó khăn á, thóc cao gạo kém, bao nhiêu cửa hàng đóng cửa hết rồi, việc đâu ra mà xin. Trước thấy toàn khen nhà chủ, bảo là nhà chủ quý mình lắm, không bao giờ dám đuổi mình cơ mà. Thời tiết còn đang nắng thì mưa, nói gì đến tính người. Bị phốt gì à? Đó, xin cho cái Nga đi làm việc, nhưng đang làm thì nó bỏ ngang. Giờ mà không đền tiền môi giới cho họ à, họ sang nhà bà Thanh họ làm loạn lên á, bà ấy đuổi mình mất. Tưởng gì, cầm rồi thì giả lại, không thì bán vàng đi mà giả. Nói chuyện chán thế nhờ, chả có ý tiến thủ gì cả. Vàng mình mua là mình để dành, còn tiền thì phải nghĩ cách khác để kiếm chứ. Thôi, bây giờ đang khó khăn, chưa nghỉ việc vội. Ừ đi. Ừ rồi. Ừ to. Ừ.